Diễn viên, vợ cũ Tổng thống Indonesia bị ném đệm vào đầu khi xem sumo. Bà Devi Sukarno là nhân vật đang hot trong làng giải trí Nhật Bản, xuất hiện với diện mạo quý phái, bị ném đệm vào đầu khi xem giải đấu sumo. Devi Sukarno, vợ cũ Tổng thống đầu tiên của Indonesia, được biết đến với tư cách là một diễn viên nổi tiếng Nhật Bản, nhiều lần được nhắc tới trong các chương trình đấu sumo của đài NHK. Ngày 22 tháng 5, bà xuất hiện với vẻ ngoài sang trọng, quý phái khi đi xem giải đấu sumo trực tiếp. Ngay sau đó, trên Twitter, từ khóa bà Devi nhanh chóng trở thành xu hướng. Trong trận đấu sumo giữa hai đồ vật Takagit Ozeki và Nishiki Hiramaku, khoảnh khắc nữ diễn viên Devi cầm điện thoại hướng về phía hai võ sĩ nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Sự cố xảy ra khi trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về võ sĩ Nishiki Hiramaku. Hàng loạt cổ động viên quá khích đã ném đệm khắp nơi. Theo thông tin thu được từ những người có mặt tại trận đấu, bà Devi phải ôm đầu để bảo vệ. Tuy vậy, một chiếc đệm do cổ động viên quá khích ném không may đập trúng vào bà. Devi Sukarno, sinh năm 1940, là nữ diễn viên người Indonesia gốc Nhật, đồng thời là doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và nhà từ thiện. Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với tư cách là vợ cũ của Tổng thống đầu tiên Indonesia, Trung Bách, theo Yahoo News.